chữa ho có một cách rất đơn giản, đó là dây huyệt thiên lột. Vào lúc giao mùa thu và đông thì rất là nhiều người bị ho, thậm chí là ho rất là lâu ngày không khỏi, thì có một cách rất đơn giản, đấy là dây huyệt thiên lột. Đây là trên dưới ở giữa cổ nó có một chỗ lõm là huyệt thiên lột, mình sẽ dây nhẹ nhẹ vào đó, dây nhẹ nhẹ vào đó, dây xuống dưới, dây dưới ở giữa ngực này, làm đi làm lại nhiều lần, làm từ 5 đến 7 phút thì bạn sẽ thấy là cái cơn ho của mình nó giảm đi. Kiên trì làm đều đặn từ 5 đến 7 ngày, cơn ho của bạn sẽ có thể hết. Hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.